Guardiola lên đồng, Man City chiếm đỉnh bảng ngoại hạng Anh. Cú đúp của hậu vệ Joko Guardiola giúp Man City thắng đậm Fulham 4-0 ở trận sớm vòng 37 ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp Man City tạm vượt Arsenal trong cuộc đua vô địch. Họ có 85 điểm sau 36 trận, hơn pháo thủ 2 điểm. Arsenal sẽ đòi lại đỉnh bảng nếu đánh bại Man United vào tối Chủ nhật, nhưng Man City vẫn nắm quyền tự quyết do họ còn trận đá bù với Tottenham trước vòng đấu cuối. Guardiola chia vui với Phil Foden sau khi ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Chiến thắng trên sân Craven Cottage cho thầy trò Pep Guardiola nằm trong dự đoán của số đông. Tuy nhiên, người hùng của họ không phải Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Phil Foden mà là Joko Guardiola, người mở tỷ số ở phút 13 rồi nâng cách biệt lên 3 bàn cho đội khách ở phút 71. Thực tế, Guardiola đang có phong độ cao nhất trong đội hình Man City. Anh ghi 5 bàn, góp 1 kiến tạo trong 7 trận gần đây, chưa kể tình huống mang về phạt đền cho Man City trước Wolves ở vòng trước. Trung vệ Crozier chủ yếu được Guardiola sử dụng ở vị trí hậu vệ trái sau khi chuyển đến sân Etihad vào hè năm ngoái. Guardiola không thường xuyên đá chính ở nửa đầu mùa giải, nhưng giờ là vị trí then chốt trong chiến thuật của Guardiola. Foden nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Tuy xuất thân trung vệ, Guardiola đã đột phá, đập nhã với De Bruyne rồi dứt điểm bằng chân phải không thuận như một cầu thủ tấn công thực thụ trong bàn mở tỷ số. Bàn thứ hai của anh thì mang phong cách của một trung vệ với pha đệm bóng ở cột xa sau quả treo từ Bernardo Silva. Màn tỏa sáng của Guardiola khiến trận đấu trở nên dễ dàng với Man City trong ngày Haaland vô duyên. Tiền đạo Na Uy bị kiềm tỏa trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2, anh liên tiếp có cơ hội. Rõ ràng nhất là pha đối mặt thủ thành Ben Leno sau đường chọc khe từ De Bruyne nhưng Haaland sút lên trời. Ngay cả Guardiola cũng bất ngờ khi chứng kiến pha bỏ lỡ này. Alvarez vui mừng sau khi thực hiện thành công quả phạt đền cuối trận. Haaland, De Bruyne và Foden đều được Guardiola sớm rút khỏi sân để dưỡng sức cho trận đấu với Tottenham. Nhưng Silva thì đá trọn 90 phút. Trận này, tiền vệ Bồ Đào Nha không chỉ ghi dấu ấn với đường chuyền cho Guardiola lập công. Pha đi bóng của anh ở đầu hiệp 2 gây ra tình huống lộn xộn trong cấm địa Fulham, giúp Foden có thời cơ dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho Man City. Bàn ấn định tỷ số 4-0 của Man City được ghi ở phút bù giờ thứ 6, từ chấm phạt đền. Sau khi vào thay Haaland, Julian Alvarez bị Issa Diop phạm lỗi khi cố băng cắt. Dứt điểm từ đường căng ngang của Oscar Bob. Ban đầu, Kyle Walker lấy bóng và muốn Guardiola thực hiện để hoàn thành hat-trick. Tuy nhiên, hậu vệ Crozier từ chối. Cuối cùng, Alvarez dễ dàng đánh lừa Leno để ấn định tỷ số.